Mặc dù trên thị trường đã xuất hiện đa dạng sản phẩm quà tặng dành cho phái đẹp vào những dịp đặc biệt, nhưng nhìn chung, hoa tươi vẫn là một mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày này. Một số cửa hàng hoa tươi tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng khách mua trực tiếp và đặt hàng hoa tươi cho dịp 20 tháng 10 đã tăng mạnh hơn từ đầu tuần này. Trong đó, các loại hoa được ưa chuộng vẫn là hoa hồng và cúc mẫu đơn. Khảo sát một số cửa hàng hoa tươi, trong dịp này, giá hoa nhập về từ các nhà vườn đã tăng khoảng 30% so với các năm trước. Tuy nhiên, các cửa hàng cũng đã nỗ lực không tăng giá bán lẻ hoa tươi. Đơn cử hồng Đà Lạt có giá khoảng 300.000 đồng một bó, hồng Nhật là 700.000 đồng, cẩm tú cầu giá bán khoảng 200.000 đồng một bó, cúc mẫu đơn 800.000 đồng một bó, riêng tulip nhập khẩu có giá là 1,5 triệu đồng. Trong khi đó, hoa cắm theo giỏ có giá khoảng 500.000 đồng, riêng giỏ hoa nhập khẩu có giá cao hơn từ 1 triệu đồng. Ngoài ra, một số sản phẩm độc đáo như cành quả hồng đang được nhiều người yêu thích cũng có giá bán khoảng 75.000 đồng một ký. Mấy ngày nay thì nói thật là lượng khách mà tới tiệm thì gần như là không có đâu, nhưng mà nhận online thì vẫn nhận rất là nhiều, thì có rất là nhiều đơn, khoảng vài chục mà bó hoa hoặc vài chục giỏ hoa để tặng cho nhân viên văn phòng. Thì tiệm đã nhận rồi đó, và những cái hoa mà các khách hàng đề nghị yêu cầu á thì tập trung chủ yếu là vẫn là hoa hồng đó, vẫn là cái hoa mà dễ tặng nhất và dễ sử dụng nhất đó, và cũng rất là đa dạng. Những cái hoa hồng ví dụ như là dòng hoa David hoặc là những cái dòng hoa nhập khẩu của đa hoa hồng thì đang là bán chạy nhất. Thì cũng trong dịp 20 tháng 10 này á, thì mình cũng lựa chọn những cái bó hoa hồng thật là đẹp và rất là to và hoa nhập để tặng cho người thân của chị. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam, hàng loạt chương trình khuyến mại giảm giá từ 20 đến 30% cũng đang được áp dụng với những đơn hàng đặt hoa tươi với số lượng lớn. Để tăng cường phòng dịch, quý khán giả mua gì ở đâu có thể tham khảo, đặt mua hoa tươi và quà tặng tại các kênh trực tuyến như Facebook, website hay các sàn thương mại điện tử v.v.